bạn. Hôm nay khổ qua này là mình để giống nha. Đây là cái gì ạ? Đây. Đây. Khổ qua này trái rất là lớn luôn. Đây, đây là iPhone 6 của mình nè. Đó. Mình muốn gấp gấp đôi hơi quá nhưng mà gấp rưỡi á. Đó. Rồi mình sẽ ảnh cầm. Thêm một trái bên này nữa nè. Bạn ưa luôn, dễ thương á. Đây. Rồi. Mình sẽ tiến hành là mình sẽ lấy hộp thôi nha. Quả này thì người ta gọi là quả mứt đắng hay còn gọi là khổ qua. Mình sẽ lấy hộp là mình phơi nha các bạn. Mình thiệt là đã. Mình phơi. Khi nào mình trồng thì mình lấy ra trồng thôi. Nhìn nó đẹp quá. Giống như quả cước vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái hạt trong nó ra. Rồi mình phơi khô. Khi nào mình trồng mình lấy ra trồng thôi. Đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bye bye.